Nhóm bát xóm ọ bệ côn nâng ọ côn trong bố ca tù xà nà. Nâng bị khổ xong tặng lái tỏ chăn nó phun một cơn bọc luôn nhẹ nhàng. Mà ngay pi ngay bay ngay buôn ngay rồi hốt ra ngay thì bầm pi. Nực khơi ra đầm nắng không đáy mà xong ta mà ngay đôi giùm sống. Thôi ta mà ngay hay sống phớ to là bầm pi ngay mà xong vợ ăn. Bà bật vợ ăn đôi hôm nay này tiên này khi ông vợ ăn ban bật nát thoai chùm cô vợ ăn nâng bị khổ xong là chả ni. Thầy muốn khi ông vợ ăn ban khơi vợ ăn ban tay tăng bị khổ môi vợ ăn. Ê ta ta kia. Cầm phô lơ bị khổ tặng lái thầy khang miên à biết vợ ăn. Nhóm vợ ông trong ban nhé, xong lần này tiền đi. Nhưng anh ta biết bọc nhóm vợ ông, cao chết nà nà nâng ban xong rách. Nơi lần này nhé, cứ chỉ nè khám miên rộp. Tụt tụt cả tay tăng ông phí, bệnh xa mà xa phút ông nà mươi bằng khăn, không cao là nà cụt. Bệnh đồng nhiên vợ phía, bạch thầm một tờ rạch, vợ ông của mạng mơ, nế nhận nhớ. Bà này ta vợ ông công ty nâng của mạng mơ móc, nìa bế khẳng mục. Ta sẽ đây vật nà rồi bọc, miền nụt mà nẹ nâng ạ. Rồi bảo bà sọ nâng tớ ban sầm rách đai rỉ tê. Rồi mà mơ tớ khơi khăn ông phải chiệt. Chia bộ côn lệ thề nì. Khăn ông xa xa bè sầm mà xa mốt bè niêm xa mà nạ cổ đắm. Ban cao ớt mốc chô tớ bu. Bu hơi ban sầm rách thô. Chia bè hà rõ hôn hơi. Tớ tớ ca tăng tăng niêm. Bi bè sầm mà xa mốt bè niêm xa mà nạ cổ đắm. Công phu lơ vì không tầm lại. Này chỉ nét miên rộng chẳng mèn. Tớ ban của ông miên và phút đi ca pram. Chúng bố bà sọ nâng thay sạch đầy vật nạc bỏ nét. Nâng xâm rạch hai. Bần tay chặt bì ngay đi tớ nâu mùi ở xong khay. Nâng mùi xe mà hạ cạp tiết. Nâng bàn xâm rạch hai. Bạn đây là nâu xong mùi xe cạp tiết. Nẹ nâng bàn xâm rạch hai. Sạch đầy vật nạc bỏ nét. Dù ấy nhận nhau. Nhau mới. Dù ấy. Dù ấy. Dù ấy nhau mai. Cho ra ấn mà xe cắm bên tay chân nhận nhau. Bé lại bỏ chia con chẳng đốt bàn xay chẳng sợ bài ơi sợ bài thôi tiền tiền thôi tiền thôi cổ sao thôi đã tê slap vì nâng tập can tê và lộ tiền nhẹ nhàng tập can tê và lộ sau sợ mặt tập nó tê và lộ đo tại khâu sa sna của put bền niêm vị pa say sa sna của put bền niêm vị pa say cho hoàng pi tê và lộ mau mà đưa sợ lộ tiền mau mà đưa sợ lộ tiền cả nó vì qua tình yêu ca chậm ra lắm tập bố chia tập bỏ tiền nhẹ nhàng. Lẹ bong trò sở mát tự bố cho tự bó. Còn sang nâng tự tam nâng chơi ra ơn. Chị bó để vãi nhận nhau. Không cần đâu. Bệ đồng miên lập hiệp và niêm vị bác sấy. Nâng xa vẹn tương lai. Lớt lên tay phở ông mùi nâng à kẹ xa vẹn mùi. Thì khẩu xong tầng ốc chùm nuôn. Bàm mùi liên bàm bay xanh phở ông. Cá ơn ơ rốt à biết chư và say sạc nhận nhau. Sọ và say sạc. Chư các bạn. Cá ơn ơ rốt chư các bạn. Đòi xa cho bọ. Nâu sạc chơ miền chịt bồ lùm áo. Hay chịt bồ lùm áo. Miền nó không ca chơ lùm ong ca. Lùm ong ấy nó bọ mó. Lùm ong ca nó về. Chùm hai khăn chùm hai chịt nó mà chôm lốc lốc chư và say sạc cướp bóng. Lợt lên tới bộ bút hay nó ngả kẹt xa vẹ chảnh. Tới bàn tạ bò nâng tăng chật. Bẩm pinh nó cổ sọt này nâng tiệt nhẹ nhàng. Mình mến tâm mà chết ấy khá nhẹ nhàng phơ tiệt à. Chùm miền khang pẹt ở đây. Và ca tiệt. Không rốt năm đồng bấy chia ba tiếng bệ thể rạc chủng luôn. Bảm môi liên phẩm bay xa anh vọng lắm. Chia ba con thì chia chủng ưu chư và say xa nhận nhầm. Nhầm. Mà em tay chết nha phẩm môi liên phẩm bay xa anh vọng lưu nở. Lưu. Hãy bảo con sơ ở tổ rốt năm đang hơi. Khuôn quát chia ba xa xong xong năm đang con sơ dông mắp xong con sơ dông mắp xong. Xong rồi hốt ban năm đang đọt chân dân tư dân thấp. Phật kênh bệ xa má xa mất năng bị khổ sẵn. Chạy. Và kênh bà thế đã cổ bà ông này chư nâng ơi bà ông chạy. Bà ông này chư chư nâng tàng mát chia ba lúc. Dột nam nâng tờ chăn, dột nam tờ chăn. Chia lên chư và dây xạ nhận nhớ. Bê đầy lúc chia ồ mà đòn tiệt đấy nhận nhớ. Ồ thiệt đây. Xong lần này nè tiệt nè nhóm bà ông ca chết nà nà cầm áo. Skoa ta chỉ nè. Miền rô ở sao cầm áo miền. Ồ skoa ta chỉ nè. Miền rô kìa thân. Ồ hả dụ bình nâng sẵn khai play tớ mà chia tiệt. Tàu tê bà nhôm ọt từ bảy sao thầy dư cái tư ấy bảy từ tư mà đằng này ọt miền bọc pin là vì sai cái mà đấy nó nhận nhôm bàn tay
chưa đặt thọp từ nhật cái bàn mà đòi đi nó nhận nhau mà nó còn số tôm đầm máu còn đặng ra nhau nữa thì có bầm trắng tôm mau pi mà nuôi được bầm mình trắng tôm mau pi tê và đa rồi tôm mau pi nửa ruộng pi prai pi đây chán dương ở đằng này tai một con là thê lâu ập từ nửa ruộng sa ập lệ nửa ruộng sa cao từ khâu than xua than prum khâu sa sna được bao vợ ông trung bền niêm ca sập bạ nó khâu khoa tập cặp nắng ấy nó nhận nhau đào vợ ông ca sập bạ hay ban một cái khâu sa sna của ông bền niêm ca sập bạ cả một từ miệt đa việt đa chia cả đồng pi nước ban đây là nẹt miên chôn ở bạn dân dễ sốt đáp là nẹt miên sọc sải cả đồng pi nó cứ nẹt đầy miên cao đời xa truộc đôi chỉ cao đời xa sải cao đời xa chủng ca cô chân cả bầy chân nâng chùa đã cả đồng pi nẹt miên sọc sải thấy nhá nhau sọc mai dân sầm mai tôm tiêu cái hao pi nâng đây ta lột cả đồng pi đây ta bạn là lớp cái lên thá nẹt miên sọc sải lên thá cả đồng pi đấy nhá nhau mẹ này cảm ơn người ta cả đồng pi lột sẽ thay lột mà ha mình thay lột ấy chẳng đâu bạn ta là lớp nẹt miên sọc sải cả lên cả đồng pi lên nhá nhau miên còn miên đâu mình miên còn ót đâu bạch hao đấy nó nhận không đó kìm sơn tạp dương là kìm miên phong nè miên mày nó nhận không chân cả dương đằng hao cả đông pi giờ mấy ót sờ lát đâu cả đông bay cả đông buôn đó nó dương đấy dương so cả đông buôn nó dương thì mình rồi lại toa tai ót pi miệt đa vị đa cả đông pi đó trọc sầm mặt nâu tràn này lẹ mà lơ cồn cứ bọc con lập thê năng đặt đài cả một đồng chuyện một tiếng đấy nó nhận không không bọc bột và niêm ca sập bạc trơp tia sầm bay rồi bóc cả đông pi nó chặt trột trồm chân lang nằm này chua bảy đa chua miệt đá tia sầm bay chặt trột trồm cầm kia không niêm chuyện bớt toa tết vay nhớ đâu nơi xăm phe đấy mà chua chua tia mày nom con trâu nom nuôi tổng o từ chua prey đằng đấy cặp chớ mà thôi cây hạ phàn mày sao tết đa tam phao tấp chua vọt mũi nhận nhóm chua ả ran mũi miên về hiết trột trồm chim tia qua từ tiệt khơi treo về hiên nó trôm chim tre quát cật cật thà áo nó anh mà sang tre tới ban đâu đâu để chiết nắng thôi tre sạt chiết cõi ở ban đâu phong có khom khom mà lấy ban mà thôi treo về hiên ở ban đâu chiết nắng còn để chiết cõi thay địa bàn đâu để cật che nhận nhau nhau lư quạt cật thà mạnh mình quạt cật thà bà quạt khom từ giọt chơ mà thôi tre quát quạt ban đâu tả lâu năng thế, tả quạt sạp tớ ban đâu tiệt tiệt đấy. Lâu nhôm từng ốc nén này, nhôm nó chơi. Bà sân nhôm thôi tiệt xa tiệt mỏ, phồng pel rồi cho ăn thật thôi, cho ăn cho ăn đi. Ủa ti ho rồi ti ho nẹt miên nó mỏ nhận nhau. Còn một ti ho cro nôm chừng này mót nhôm nữa. Nè thôi tiệt mà nẹt phồng pel rồi cho ăn mà nẹt phồng pel rồi cho ăn. Tọt thôi hai dựng ban đâu cho chiết cõi ban mà đâu tiệt này. Năng quạt cật chăng quạt tha, tiệt thôi hai ban tả lâu ở lâu. Tức là bây giờ lắp đâu từ đời nào phóng chấp răng mà lấy bởi vì bạn bài cho hỏi mình chui thôi bởi vì lúc thôi bởi vì nó bảo ban đâu ở lúc và ta chiếc đó có quạt ban rồi sao ẩm nái ngay xảy ra sẽ nạ tiên đang đẩy chẳng sẵn mặt phó là thôi ngày nắng trôn tới cái này nhôm nế bộ vó là bóc bộ cô là thề năng hai bạc nẹ bẩm ra tự ngọt nền năng ta lâu dương rô chư mà mến bàn tay mình mến thôi tè dương thế dục trọt sẵn mặt mà dương tè gầm ban mắn dục một phơ ở ram đi hỏi bạn có sang tè bởi năng thamay vay nhẹ nhầm co sang về hia co sang cất co sang bạch chở cất co sang ai chơi đâu nè không sao mà đập ba vạt nè toàn là phơi hai pin chặt đã nhận nhau phơi hai sàn gối đã sầm lăng vạt bạc vạt không phơi nè bèo về hia quạt phơi nè tiền hàng lên cất đó tiền bạc của bạc tao lên cất đã cất được bị vạt mình bây giờ ngả lâu cất đã bị vạt lên cất tiền tầm số lớp của con chê tiết nè nhóm tại mấy sầm lăng lốp nè tới quá từ nơi được vạt lốp ai vậy đấy ăn co cho đó chân năng bóc răng cái răng này năng ở ti ho nẹt khla đấy mền tầng ốc kia đấy nè nhóm nẹt khla tại quạt sờ bài chết na pe khơi co sang vọt hơi chẳng quạt vé thoải sòng hơi vé thoải sòng miên phục bút chia bờ thiên bờ niêm ca sờ bạc nó ti năng quạt tăng chết bờ na tha sông ao ẩm nạch bồn ni cao chuyện na na tư sông mệt nhom của ông ban chia ốp bạn để say pịa thả ót pịa thả miên pịa thả cro xề na sờ nạn đâu sông của mồi chuột bờ tiệt lại hai có xong bởi cao chết na na chuyện nẹ miên rô kia rồi hốt còn bòi xoa bị thả chuyện nẹ miên rô chết na còn vật này chẳng cực chết mẹ đấy nhận nhầm còn vật na cực chết đằng ấy và ông trông ai bò tớ sẽ đây vật này bỏ nẹ bàn xâm rạch chứ đốt cắt được clay slap bị nắng tập can tê và lộ tiệt nó nhận nhầm tập tiệt à
ស្គាល់តែឋានសួគ៌ឯឋានព្រំហ្នឹងគាត់អត់ដែលស្គាល់ឋានប្រែតទេសួគ៌ព្រំសួគ៌ព្រំមិនចោះប្រែតណាញាតិញោមបាទតាល់តែក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមសមណៈកោដំដល់ពុទ្ធយើងហ្នឹងណាញោមញោមអើយដល់ពុទ្ធយើងហ្នឹងណាញោមណាក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមសមណៈកោដំបរមគ្រូព្រះបុគ្គលទេនេះបានមកចាប់កំណើតកើតឪពុកក៏សទ្ធិម្ដាយក៏សទ្ធិព្រោះឪពុកជាកូនរបស់សទ្ធិម្ដាយរបស់លោកក៏កូនរបស់សទ្ធិអញ្ចឹងកូនសទ្ធិនិងកូនសទ្ធិស្រឡាញ់គ្នាស្មើនឹងសទ្ធិពីរមែនទេញាតិញោមបានកើតមកកូនសទ្ធិទាំងពីរនេះបានទេថាម្ដាយក៏សទ្ធិឪពុកក៏សទ្ធិលោកមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃបានទេថាកូនរបស់សទ្ធិទាំងពីរវេលាចុះមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិមិនដែលហូរចូលមកច្រើនខុសផ្លែកអញ្ចឹងទេតែគណៈពេលដែលលោកមកចាប់បរិសន្ធិស្គាល់បរិសន្ធិហ៎មកចាប់កំណើតបានន័យថាដូចញោមដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះ2ថ្ងៃថ្ងៃនេះ1ខែទីហោណាញាតិញោមពេលដែលលោកមកចាប់កំណើតគ្រួសារហ្នឹងហូរចូលទ្រព្យសម្បត្តិទៅហ្មងញាតិញោមធ្វើអីក៏ទៅបានធ្វើអីក៏ទៅបានមានប្រាក់ហូរចូលទៅហ្មងក្នុងគ្រួសារអត់ទាស់គ្នាសោះសบายរហូតញាតិញោមគ្រប់9ខែ10ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះមហាសាវកអត់9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតទេគឺ10ខែគត់ញាតិញោមណាញោមគេហៅថាគ្រប់ទស្សមាសគ្រប់10ខែបើយើងអត់សូវមានបុណ្យហ្នឹងបានយើងកើតមកខ្លះបាន9ខែ10ថ្ងៃខ្លះអត់ទៀតបាន7ខែកន្លះ8ខែខ្លះបាន79ខែក៏មានដែរមែនទេញាតិញោមហើយតាមលើព័ត៌មានខ្លះកើតខ្លះកើតដាក់កែវទៀតណាញាតិញោមណាអត់ទាន់គ្រប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកាលណាមកចាប់កំណើតទៅគ្រួសារនឹងហូរចូលមកសុខសប្បាយរហូតរហូតដល់លោកបានសម្ដេចធម៌ប៉ុន្តែដល់មកហើយស្រេះប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាសូមអនុមោទនាណាប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះស្រេះត្រឹមតែថាលោកមកចាប់កំណើតក្នុងទីហើយគ្រួសារនឹងសុខសប្បាយសម្បូរដោយភោគៈណាញាតិញោមណាចប់ត្រឹមហ្នឹងណាតែអាត្មាត្រូវតនោះឲ្យចប់ហើយញោមចាំស្ដាប់វត្ថុថាមកដល់វត្តថ្នល់ជ័យខ្ញុំគឺត្រឹមបុគ្គលលទ្ធិហ្នឹងលោកមកចាប់កំណើតគ្រួសារសុខសប្បាយហើយត្រូវបន្តទៀតតែសុខសប្បាយយ៉ាងម៉េចសូមរងចាំស្ដាប់តាមវត្ថុណាញោមណាឥឡូវមិនបានចប់ទេព្រោះវាវែងពេកញោមអើយវែងណាស់តែនឹងចោះការសម្ដែងធម៌របស់អាត្មាសំកាលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ពធខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមសន្និដ្ឋានអស្ចារ្យអំពីប្រតិទឹកចិត្តបុគ្គលម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្រៃលោកការសម្ដែងវត្ថុរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានចំណុចលើសលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមបុគ្គលម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអស្ចារ្យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងវត្ថុផងមុននឹងបញ្ចប់វត្ថុទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងនៅទីនេះទាំងបានស្ដាប់តាមវត្ថុសូមបានបុណ្យបានកុសលប្រព្រឹត្តធ្វើដំណើរដើរតាមមាគារបស់ព្រះមហាសាវកដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខរួចចាកទុក្ខគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតអ្នកសមត្តាបទទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិព្រះបុគ្គលលទ្ធិអេតតកៈផ្នែកខាងជាអ្នកគ្មានអពាតសន្មតតែស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវ៉ាំងសម្ពុតបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានិមោតសកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសកនិមោតសកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសកនិមោតសកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសកអ្នកមាធរតនតិយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងផ្គងអេនជេលីគោរពអ្នកមាសកាយចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធបំផុតនៅក្នុងលោកសូមអ្នកមាសកាយចំពោះលោកម្ចាស់ដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ជាអធិបតីក្នុងទីបញ្ញឋាននាវេលាកាសនេះព្រមទាំងអ្នកមាសកាយចំពោះបកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ពុទ្ធអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបណ្ណាចេឧបត្តវីពុទ្ធិយតិអនុភាវេណ
ដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសណ្ដានទឹកប្រតិប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រសរីទាំងអស់ចង្រៃនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជិះជែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅ ឯតោបរិញទេហំបានទេសិសាមិទីតេអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសរីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផ្លែនៃសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន នាវិលីរាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃប្រហ័ស២រយខែមិថុនាឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរស័ករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យនៅនឹងភូមិអកពងឃុំគុះស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ ដោយម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានលោកនាងឆេនអ្នកភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនាងម៉ែនអត់មានបុត្រអ្នកស្រីនាងម៉ែកនិងស្វាមីជុំវណ្ណព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនាងម៉ិចនិងស្វាមីលេងឡុងព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាផ្ដើមប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យ បច្ច័យ4ដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណនិងចម្រើនបជន់ជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកានិននិនតងអញ្ចឹងណាលោកយាយតងណានិងលោកយាយឧបាសិកាខិនថេងនិងលោកឪពុកអ៊ុនឆេងអ្នកម្ដាយយឹមកៈអ្នកម្ដាយអូនថៃហៅម៉េចសក់ថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅញាតិញោមទេ នៅទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាកូនចៅបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានគុណគ្រប់រូបដែលមានបជនរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃជាឧបនិស័យមួយដែលកំររាប់បានកូនចៅធ្វើឲ្យដោយក្នុងវេលាឱកាសនេះមិនងាយកូនចៅប្រុសស្រីឯណាធ្វើពិធីបុណ្យឲ្យរាល់ពេលទេណាញាតិញោមសពដងងាយទេទាល់តែកូនចៅនឹងគេមានបានផងគេមានទ្រព្យសម្បត្តិ គេមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើឲ្យផងបើសិនជាអត់ពេលអត់វេលាក៏កូនចៅគេមិនបានធ្វើឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់និងញោមក្មេងគ្រប់រូបដូចគ្នាតម្រាំបានធ្វើបុណ្យជូនលោកឪពុកជូនអ្នកម្ដាយមួយមួយចំណាយទ្រព្យធនធាននិងច្រើនថាតម្រាំធ្វើបុណ្យចេញទៅជាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជន់ជូនអ្នកមានគុណ ទៅជាទម្លាប់លើតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាបើចង់ធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែតើតែចំណាយលុយច្រើនបន្តិចបានធ្វើបានរហូតមានអ្នកទូរស័ព្ទទេសួរអាត្មាថាដឹកគុណគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចំណាយលុយអស់ប្រមាណលានមិនបានបុណ្យមួយអាត្មាក៏ឆ្លើយវិញប្រាប់ថាអាត្មាអត់ដឹងទេ ហេតុអីបានឯកុនឯងថាមិនដឹងទេសនារាល់ថ្ងៃតាមវិទ្យុក្រណបណ្ដឹងមិនដឹងព្រោះអាត្មាឆ្លើយតបវិញថាបុណ្ណាស៊ីវិល័យអស់ច្រើនបុណ្ណាមិនស៊ីវិល័យអស់តិចមែនទេញាតិញោមញោមហ្នឹងលោកគេតងហ្នឹងហើយបែបប្រជុំច្រើនហើយកៅម៉ែនហើយកៅគុតណាប្អូនអាត្មា10ឆ្នាំទៀតណាអាត្មាទៅ20ជាងដែរ ថ្មឆ្លើយតបនឹងគាត់ថាបនធំអស់លុយធំបើបនតូចអស់លុយតូចហេឌីគុណតម្រងធ្វើបនបច្ច័យ4ចេញទៅមួយបើយើងធ្វើឲ្យតូចដូចខ្មាស់គេថាប៉បើបងឯងខ្លាចខ្មាស់គេទៅអស់លុយច្រើនតិចហើយចុះបើសិនជាមិនចាំបាច់ធ្វើតែម្ដងមិនចាំបាច់មានមីក្រូមិនចាំបាច់មានប្រាប់ភ្នៀវប្រាប់អីនិមន្តលោកសោតអី ខ្ញុំកណាមានបច្ច័យ4ធ្វើជូនម៉ែតែម្ដងឪតែម្ដងតើបានឬក៏អត់ចម្លើយឆ្លើយតបវិញថាបានអត់ទាស់ឲ្យតែមានខោអាវជូនគាត់មានបាយទឹកជូនគាត់មានកន្ទេលមុងភួយជូនគាត់ហើយមានថ្នាំសង្កូវសម្រាប់កែរោគជូនគាត់នោះក៏បច្ច័យ4ដែរមែនទេញាតិញោម
បើសិនជាអស់លុយតិចហើយបច្ច័យ៤អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានបន់ច្រើនតិចគុណនឹងថ្មែងនិយាយពាក្យគាត់ទេសួរណាញាតិញោមថាបើបន់ដែលអស់លុយច្រើនក៏មិនប្រកាសថាបានបន់ច្រើនដែរហើយបន់ដែលអស់លុយតិចក៏មិនប្រកាសថាអត់បានបន់ដែរមែនទេបន់ខ្លះបន់ធំបន់ខ្លះភ្ញៀវច្រើនបន់ខ្លះល្ខោនលេង តែអត់ស្ដាប់លោកទេតែអត់សុំសិលអត់នមស្ការអត់វេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃមិនឡើងប្រគេនលោកតើបន់អស់មកកណោនឹងបានបន់ច្រើនអីញាតិញោមបានអីច្រើនវាខុសប្លង់បន់មែនទេញាតិញោមកំចូលបន់ឥឡូវសើមានប្លង់ទៀតហើយញោមមែនណាញោមណាបើញោមធ្វើផ្ទះសើរប្លង់អស់ហើយបន់អត់ប្លង់អីមិនធ្វើដីស្រែនេះត្រូវប្លង់ប៉ុន្មាន ពីកើតជាប់ប្លង់ណាពីលិចជាប់ព្រំប្រទល់ណាពីត្បូងព្រំប្រទល់ណាពីជើងព្រំប្រទល់ណាហើយប្លង់ហ្នឹងត្រង់ណាប្រមាណម៉ែត្រសើមានប្លង់បន់ហ្នឹងឥឡូវគេមានប្លង់បន់ទៀតណាញាតិញោមដឹងអត់ហ៎ញោមដឹងហើយចង់ដឹងអីចឹងចង់ម៉ែអ្នកចង់ទាំងអស់មិញឆ្លើយទាំងអស់ចង់ទាំងអស់ហ៎ ຈັ່ງຖ້າມາປັບປີພ້ອງບົນຍົ້ມສດັບພ້ອງລະບົນມີ 5 តែ 5 ផ្លង់នឹងទេអត់មាន 6 ផ្លង់ឯណាញាតិញោមហើយចុះបើសិនអត់ចំផ្លង់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅតើអត់ចំផ្លង់នឹងវាចង្រៃនឹងណាញាតិញោមផ្ទះតែធ្វើអត់ផ្លង់មិនចង្រៃធ្លាប់លឺហ៎តើបន់នឹងអត់ចំផ្លង់នឹងលោកអាចារ្យហៅថ្វាយអង្គមព្រះមិនខ្ចីមកហៅស្ដាប់លោកទេមិនខ្ចីមកហៅសមាទានសិលមិនខ្ចីមកប្រគេនលោកមិនខ្ចីមកហើយសង្ឃឹមតែបានបន់យ៉ាងម៉េចទៅ កំអួតគេទេបននឹងខ្ញុំអស់លុយច្រើនណាបនច្រើនណាតោះអាយុបានបានអស់មែនអស់តលុយមែនទេញាតិញោមហ្នឹងអស់មែនអស់តលុយតែអត់បានបនដោយសារយើងអត់យកប្លង់ហ្នឹងព្រោះបនទៀមទាយកប្លង់របស់បនឲ្យបានហើយបើអត់ចង់ប្លង់ហ្នឹងទេបើថ្វាយគុំព្រះអត់ថ្វាយទេបនបានត្រង់ណាញាតិញោមបើសមាទានសិលមិនសុំទេបននឹងបានត្រង់សុំសិលហ្នឹងតែហើយបើសិលអត់សុំទេ ស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិទ្ធសកេសំពុទ្ធេយេសន្តាបនិធានយាននីករីមនុនធុច្ចៈសោតាមកម្ពីលាន់លឺក្រឹកក្រែងក្រែងស្ដាប់ផងដល់លោកសំដាយធម៌មិនស្ដាប់ទៀតហើយវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃមិនមកវេទៀតមិនមកឡើងប្រគេនទៀតឯណាទៅបច្ចៈថាចំបន់របស់ខ្ញុំបានល្អណាញាតិញោមចង់ប្រាប់ញាតិញោមមិនមែនប្រកាសតែចំណាយលុយច្រើនជួលលខោនជួលអីផងចាស់ចាស់ច្រើនផងអស់បបអស់នំបញ្ចុកច្រើន ជូនញាតិញោមអីច្រើនហើយអត់យកប្លង់នឹងតែឯងបានបន់ច្រើនកំអួតគេញាតិញោមអត់បានបន់សោះតើមកណាញាតិញោមដឹងអត់តើអត់បានទេហើយបើចិត្តធ្វើបន់ចិត្តអាឡ័យទៅខឹងផងក្រោតផងចិត្តអាឡ័យតែមានអ្នកចង់យកឈ្នះគេផងដែលមិនងាយបានទេញាតិញោមចុះបើអ្នកគេអស់លុយតិចគេមានត្រឹមតែ 4 5 ម៉ឺនគេទិញអាវទិញសម្បត្តិទិញអាវទិញខោទិញកម្មាជូនម៉ែជូនអើគេស្ងាត់ស្ងាត់ម៉ែអើយអើយខ្ញុំគ្មានលុយទេណា បច្ច័យ 4 ក៏មិនបានដែរបានតែបច្ច័យមួយទេគឺជ័យវរៈបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខ្វះ3ទៀតណាម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំវាក្រវាអត់សោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសុំម៉ែទទួលយកផងណាម៉ែណាសុំតែខ្ញុំនឹងបានសក់បានចម្រើនផងហើយចាំមើលចាំស្ដាប់ម៉ែឲ្យប៉លួមើលញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញោមនិយាយគ្រប់រូបពេលឯកូនគេជូនអញ្ចឹងចេះឲ្យប៉ដែរចេះដែរហើយញោមខាងនេះបែបមិនចេះទេស្ងាត់ឆឹងណាចេះដែរ ត្រង់តែឲ្យពណ៌ហ្នឹងមកព្រឹកມັນចេះហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យដែរតាមស្មារតីហ្នឹងអត់ចេះសោះហ្នឹងតែលើកដៃហ្នឹងសឹកសឹកសឹកទៀតមែនទេឲ្យពណ៌កូនសឹកកូនចម្រើនកូនរស់ស៊ីមានបានចេះឲ្យពណ៌អញ្ចឹងឯងហើយកូនមានតែខ្វល់អីជូនប៉ុណ្ណឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានញាតិញោមអត់មានតែខ្វល់ត្រូវអស់វិជ្ជាប្រមាណកេះត្រូវអស់ស្រាសរប្រមាណកានត្រូវអស់ថ្នោតជូប្រមាណត្រូវអស់ចង់ថាទៀត
ແລະនឹងកាន់បង្ហើបឲ្យដឹងដែរណាញាតិញោមអត់ដឹងខ្វល់នឹងរឿងអីទេថារឿងបលាមកើអត់មានទៅខ្វល់រឿងអីគ្រាន់តែជូនម៉ែគោរពម៉ែអើដោយសេចក្តីគោរពអញ្ចឹងដោយដឹងគុណក្រៃលែងអញ្ចឹងនឹងក៏ឈ្មោះថាបច្ច័យ 4 បានដែរក៏ឈ្មោះថាបានបនច្រើនដែរព្រោះអីយើងធ្វើដោយគោរពគុណរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្ដែងធម៌មកអញ្ចឹងមិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាញោមអ្នកធ្វើអស់ច្រើនហើយញោមមិនបានបនសោះនោះក៏ទេដែរបើចង់បានបនតោះតែយកប្លង់ 5 យ៉ាងហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងបានបានបន់ណាញាតិញោមបើសិនអត់ចង់ផ្លងហ្នឹងបែបមិនបានបន់ទេយល់នៅញាតិញោមញោមអ្នកអកពងព្រោះណាព្រោះចង់ក្រោយហ្នឹងតែមកតើបើត្រឹមតែអកយំស្អីហ្នឹងតែអកនេះសាហាវហ្នឹងញាតិញោមតើអញ្ចឹងថ្មលើកឡើងបច្ចៈដាសតិអារម្មណ៍ញាតិញោមមិនតិចខ្លីជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយវិភាកពិចារណា ថ្មសំដែងពធពតអំបញ្ញមិញណាញាតិញោមណាអំបញ្ញមិញសំដែងនៅក្នុងទីអារាមវត្តថ្នល់ជ័យឃុំពពឹសស្រុកស្វាយអន្តខេត្តព្រៃវែងគឺសំដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះបុគ្គលលទ្ធិតែសំដែងអត់ទាន់ចប់ចាំមកបញ្ចប់នៅក្នុងភូមិអកពងហ្នឹងឃុំគុះស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហ្នឹងណាញាតិញោមមកបញ្ចប់នៅហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់តํานាយតំណងរឿងតអំពីស្រុកស្វាយអន្តខេត្តព្រៃវែង ព្រោះអាត្មាសម្ដែងស្រុកស្វាយអន្តខេត្តព្រៃវែងនិយាយអំពីបព្វហេតុបព្វជាតិរបស់លោកការដែលលោកសន្សំបារមីមកអញ្ចឹងបើដល់ជាតិចុងក្រោយនេះជាតិដែលលោកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃរបស់មាតាបិតាលោកជាសិទ្ធិសិទ្ធិនៅនឹងក្រុងកោសំពីតើជាសិទ្ធិណាក្រុងកោសំពីមកចាប់កំណើតក្នុងថ្ងៃដែលលោកមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងគ្រួសារសម្បូរដោយលៀបនិងយសស័ក សម្បូរដោយលៀបនិងយសស័កញាតិញោមអត់មានកើតមកភ្លាមចាប់បរិសន្ធិភ្លាមចង្រៃទេកើតមកគឺសម្បូរដោយលៀបនិងយសស័កតែម្ដងបាទនេះដល់តកូលធ្លាប់ក្រតកូលធ្លាប់អត់មានយសស្រាប់តែព្រះបុគ្គលលទ្ធិលោកមកចាប់កំណើតភ្លាមគឺមានយសផ្លែតមានលៀបផ្លែតអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យណាញាតិញោមដឹងហ៎ហើយបើអ្នកអត់បុណ្យមកដល់ម៉ែឈឺផ្លែតមែនទេញាតិញោម ក្រណចោះចាប់កំណើតអូវឯណោះយកចូលពេទ្យបាទក្រណចោះចាប់កំណើតត្រូវបងប្អូនឯនេះគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូបុកផងអីផងតម្រាំនឹងប្រសូតចេញចាក់ទេក្រណបប្រសូតផ្លែតម៉ែដល់ពេទ្យកាលម៉ែបាទលក់ខ្ទេចលក់កោលក់កបីលក់ដំរីលក់សេះហ្នឹងកូនមកអំពីមិនមែនអ្នកមានបុណ្យទេមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកមានបុណ្យទេអ្នកគេមានបុណ្យចោះចាប់កំណើតម្ដាយឪពុកមានទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមមានយសស័ក រហូតដល់នៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាគ្រប់ទស្សមាសទស្សមាសហ្នឹងបានន័យថាគ្រប់10ខែមនុស្សយើងធម្មតាប្រសូតបានត្រឹមតែ 9 ខែ 10 ថ្ងៃទេហើយអ្នកមានបុណ្យដូចជាព្រះមហាសាវកហ្នឹងគឺ 10 ខែគត់ 10 ខែគត់ប្រសូតញាតិញោម 10 ខែប្រសូតមកថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះពាកុលនិងលោកប្រសូត ប្រសូតមកគ្រួសារនឹងសម្បូរលៀបតំងញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលផ្ទះមិនដឹងតើមកពីណាទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលផ្ទះប៉ុន្តែថ្ងៃដែលប្រសូតមកតាមជំនឿនៃក្រុងកោសំពីត្រូវហៅហោរាមកទស្សន៍ទាយគេសិទ្ធិគេមានបានទៅហៅហោរាមកទាយកូននឹងយ៉ាងម៉េចទៅកូននឹងយ៉ាងណាហោរាទីប្រាប់ថាកូននេះល្អណាស់នៅក្នុងគ្រួសារណាគ្រួសារនោះនឹងចម្រើនដោយភោគៈសម្បត្តិនិងយសស័ក្តិរហូតដល់ តែថ្ងៃនៃកូននេះធ្វើមរណកាលទៅទៅយសស័ក្តិនឹងសូន្យទៅតែបើកូននេះនៅរស់ដរាបណាទ្រព្យសម្បត្តិនិងលៀបសការៈកើតមានក្នុងគ្រួសារនោះដរាបនោះលើអញ្ចឹងស្រឡាញ់បុតណាញាតិញោមលើតកូនល្អអញ្ចឹងស្រឡាញ់បុតណាញាតិញោមស្រឡាញ់ហ៎បើកូនញោមវិញស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ណាញោមណាតាល់តែគេធ្វើពិធីមង្គលបើយើងសពថ្ងៃគេថាពិធីប្រកក់កូនធ្លាប់លើហ៎ញាតិញោម ແລະពិធីប្រកក់កូនតឡើងចក្រានតលាក់ចក្រានអីតលាក់ហ្នឹងមិនតឡើងមិនញាតិញោមធ្លាប់លើគេថាតលាក់ចក្រានណាញោមមិនអញ្ចឹងទេអត់តឡើងទេណាមានតលាក់អីណាមានតលាក់ទេអត់តឡើងទេហើយគេហៅប្រកក់កូនតែសម័យនោះគេធ្វើពិធីមង្គលបោះបុតបានន័យថាធ្វើសេចក្តីរីករាយសប្បាយក្អាក់ក្អាយធ្វើពិធីភ្លូតទឹកជូនបុតនឹងតាមរបៀបជំនឿរបស់គេសម័យនោះ តែក្នុងការនោះមានស្រះមួយឈ្មោះតាយៈមុនីយកនឹងបលៃអានតាយៈ
mo đã sợ ốt nó đã giá dạ mụ nìa stung nâng smo stung dạ mụ nìa nha nhóm kê trâu non bọt nâng tầng ngụt tật khăn ông stung nâng đòi xâm an thật stung ní cư ca na mà nụ đề miên mình tên là cọ trâu tầng ngụt tật bê lê bà sốt phliêm ban pram thang ngay trâu tầng ngụt tật khăn ông stung nụ đầm bay ơi chùm ra mình tên là cọ tầng tam cọ xài tật tục sao ta sẽ đây là ô xâm rạp bọt tầng bọt nọ khăn ông cao cầm phong tầy dốt bọt tầng ngụt tật khăn ông stung dạ mụ nìa nâng nhận nhóm ngụt tớ miên trầy thông mùi trầy thông nóng về hai tam stung nâng bà nè stung nóng men tôi tế stung thông thông hôm bay kia vật nhận nhóm nó stung nâng mùi kia vật buôn cả lô bay kia vật buôn bay đó và mang cả lô đọc pi cả lô chẳng thông mạng mẹ nó nhận nhóm thông mẹ thông mà tớ tưng đọc pi cả lô men tôi tế nhận nhóm thông mẹn tế nó nhận nhóm hai cắt mà cắt tam phao nắng khơi cái cầm phong để ngủ tật ở khmer nắng trầy thôm nắng khơi plet chập đam hai mà các bạn vô cô nâng tử lép cô nâng châu không phù bạn bàn tay đòi ba là mấy bon rồi bao một con là thế lột thắt nó không tê rồi bọt trầy hạ bay đôi chiến đâu không đồng nặng đó là o nhẹ nhàng sợ bay đi hạ bay đôi chia từ chia còn mình từ chia pế cái đáo còn mình cái đáo pế tầm cao ban trăm ngày chạy nhịp tay ở lối châu tây với nhện nhóm chạy nhịp tay mà đá châu tây tây mà đó châu tân đang thon mà đá đôi nó không đồng nặng nhau nhện nhóm số hạ bay đôi chia mình miêu đương ấy thằng ạ tại tây nó tây thông nó pế đai cột ma bia cột lẹ này châu đó đó nông tây hái cờ ho cờ hai cái đáo nhện nhóm ập man tầm bia phong lê bạc cờ ho cờ hai cái đáo không po nhiệt nhôm thọc cả rô cả pe pe là nhôm hộp một tê clang ấy tôi vừa cắt đau với mẹ đấy nhiệt nhôm là ngay cắt đau na bảo được bao prai coi vừa cắt đau được bao rưng coi về chư cả pe chặt chặt đấy chặt chặt là ngay về nơi cắt đau ôi không đang ấy nhiệt nhôm ta là pe tray năng về rơ bẩm ra nổ nia nó không tự năng tay tam cầm lăng bao tray để ru tư ru mo tạt đam tạt đua không tự vùng ven khoan mà đang thả trơn hai tàu na cả lai na hai cho hai lăng mà cầm lăng để khuôn này bông cắt đau bật nó không đắng á nhẹ nhõm bàn chồng này plau tật chồng luôn sam sập dội nhẹ nhõm còn ta tray nâng bầm ra nửa níu không tật nâng để cô nâng chỗ không po tóc cắt đau tật đạp tật đua hòm đang thở rút tật nào mình đứng chê chà được mà rồi bông nhẹ nhõm làm người thái chê chà được mà rồi bông tray nâng chắc chê chà chẳng ai hai tàu hai mò rút tật này rút tật nó thuy chồng này plau tật sam sập dội chập bị cong cao sam pi mọc crong môi tiết crong pì riêng là say nhẹ nhở chừng chừng ngày này stung nó về nhá sam sập dối hay mà dối đập vào môi cả lô mà dối đập vào môi cả lô nhôm nè sam sập dối vào man cả lô kết luôn anh mình men pì riêng cả nết tê một tê sna tê đờ sạp tay crong crong pì riêng là say này tức stung nó miên nhẹ để sát mới nhẹ quạt nâng tay để bong sầm nhanh đã ấy chọt tray tràn nó tràn ba này dây pi bọc quạt bạc quạt nâng mặt đai đuôi khuôn đấy tray lược mặt đo ngồi rọp vào rồi tray á nhận nhầm chầm lại từ ngày nâng cầm ói ban tray mà các bạn ót ban ấy sao phần ta vừa tự cho bà tray thôm nâng nhưng mà rốt tận đây rốt tận đó rốt châu không nông sầm nánh bớt mẹ để sạt đằng tèo thọ mặt đa không nông cầm pi lâu phải chẹt tha tray để châu sầm nánh nâng cứ bạc quạt chuyển ngọc tay tray thôm nâng mũi châu bóc ở toàn ngọc nhận nhầm khả năng pe đại tin một đòn lực cốt bàn tay đang đặt chọt tèo ngọt tay nó ngắn đó nhỉ nhóm ngọt vậy tay cụ ma nó không pu tay ở toàn ngọt tè nữ đúng không nhỉ nhóm thò mặt đá ở miền đăng đặc luôn này nó không pu tay nơi nát nó thò mặt đá chân từ ruộng bàn cao cầm bơ ngay chỗ không tay vẫn thò mặt đá nhỉ nhóm sập đòn này để sát bàn tay chưa ra mình sâu sợ bài chết đấy tại bàn tay thông môi đi lơ tay chưa ra rồi đòn sợ bài ơi sợ bài tại bàn tay mà cho ra được bà của quân bà bây giờ thơ cắt chỉ tôi cắt chỉ con thông thông con tôi tục à nè là o tục vô tử lụa tớ nè on phơ bà học phơ bà ọ ấy tớ tại ngày nâng bàn máu ọt phơ hình chẳng nhận nhóm bàn tay nâng máu bà của quân sổ sổ nế tại dưỡng công vô tay nâng vô tử thơ ấy rồi tay nế đôi mình nghĩ bàn thế tay thông chẳng chẳng cua dưỡng vô tay nâng vô tử lụa nâng krong tử mong thế cái lâu ở bàn phai tàu tầng mồi tầm nó tầng tray ngọt tầng mồi tầng gió cả tray ngọt nắng phơi đầm ná tàu lụa con ong còng còng ấy nhận nhóm lụa con ong còng ấy mèn té bà phục mà đai bà lốp con ong còng cao sàm pi
hay lâu chênh bị trầy trầy nôm nôm chừng ngay đây 30 dội bạc này nữa mà con mới tiết con ấy bí riêng là xây nó nhận nhau nế tớ đá đá lụa tam con tam tiền nẹ miên nẹ mục một trầy đi chá ấy nó cầm áo miên là na to thay mà mạng tay sẽ thay bí nẹ vào đây bởi bốn miên trọp sẵn bạc 80 cao nhận nhau sẽ thay bí nẹ vào đây bởi bốn miên trọp 80 cao tay ạc miên con thế tăng tay bị chập đam đầy kia thôi chỉ vào đây bởi bốn máu ạc đa miên con môi sao mình đang tê ca lấy ngày nắng mình đang được khơi clean tray sao từ ngày nắng clean tray nhận nhau bon về áo nhận nhau trời ẩm nắng đi bon đồ bọc của má con ông pu tray nắng áo phẳng chăng mình đang clean tray ngày nắng chơi clean tray khơi kề nằm tray mà lụa chăng hào kề nè nè lụa tray nè để sát nè anh từ nào mà na nắng thật nhóm lụa tray luôn chắc hay tray đang lụa tay và man lụa đầm lay mùi quan cả hạt nè mà con gặp bà nạn nó vật thay hô hai tên nó nhận nhau thay mềm tên nó nè bạn chỉ nè khăn ông khăn ông khăn ông khăn ông tinh mà nè nâng nè khăn ông khăn ông sọc chất ạp nè tinh nâng ta đó sẽ thay nâng tâm mà con gặp bà nạn đôi tinh nè prôm ai tớ nhận nhau áo tầm lay tầm buồn này sát nâng mùi con gặp bà nạn dốc trầy nâng màu dốc trầy nâng màu sọc đón khăn ông ta sẽ thay nâng miên nè bầm ra thì nôm vì niên nè bầm ra cái thơm hôm thơm hà ấy đầm bay bò để phôm tại ngày nắng tê ca lấy của pon sẽ thay cái nẹt phơi toả đầy chọn phơi được mỏng ngày nắng chọn hộp luôn ấy chọn phơi luôn ấy cái này lâu bị ngang giờ cả bật móc vẹt buồn trầy sao từ vẹt buồn móc con nó không đang ở sát che nhiệt nhau con pro sát che nó không đang sợ bay chết bàn khơi con nó không đang bỏ trầy chào bạn lên khoa trầy ngành ngành heo heo liên liên ngầm khoa bàn con pro môi ấy gió con pro năng từ liên tật liên ASA chắc sẽ được chiêm tray nhớ nhỉ liên tật liên ASA tập tạp sẽ thầy tập vào đấy này ai nhá bàn cồn á giờ tình tray máu vẹt buồn tray máu miên cồn không năng sẽ thầy sầm lăng khơi cồn sầm lăng phẹt nhỉ nhỉ mình nữ cầm rõ cái sầm lăng phẹt sầm lăng phiêu này nhỉ nhỉ toa tay này năng miên bon phẳng này bon bọc kê chi ở bạn thì say ơi mình nữ khơi sầm lăng phẳng này còn là khơi phẹt sầm lăng phiêu nực khơi nào áo nữa bỏ hai chiếc tê và đa kê bật tiên cô nâng ở dương ái bỏ dương ọt cô kê à lâu bàn cô nâng mơ từ bốn lái sẽ thấy ọt toàn sẽ lánh chiếc cô bật cao tê thơ dương trầm trầm tích ôi à mát ôi nẹ bầm ra tàu vay sko tu sko đa su mà krong nâng ta miên ở nạ bạc cô tê nhóm tình trầy bán bè bộ trầy khơi cô nâng nâng đa rốt mà krong ọt miên ở nạ bạc mẹn bộ krong bà điên ở xây ở nạ krong cao xăm pi nuôi tác bạc cô nâng nhận nhông nâng đường ấy rồi còn bây giờ là xây khởi ắt khởi đó là ắt miên khởi chẳng tới ban sẽ lành cô nắng đối chỉ cô và cả giờ trên cái đây rồi ba cô nắng đó là o và sa hình chăng hai trên trăm cô đây sẽ đây sẽ lành bình chặt cô nắng ai là mong che đa chèn coi tê ta lên đây ban nhận nhau mình dây một pi ở bụng mà đây rồi ba không ai đâu được trong cao sầm pi bạn con nó nhận nhau tầm nắng đau rồi con tăng vì trăm ngày mau đẹp và sốt mau rồi kia sẽ lạnh con kia nè con và cá trầy vô tự bạc tự bắt đầu lưu tầm nắng bị con phải điên là say tam bộ chmua rồi tê bộ này xa đấy kì bạc ta nơi con phải điên là say miên sẽ thay mà nè ở bàn con nó không buồn trầy tôi lưu được không buồn trầy chạp vào đó con này trầy vô tự bạc này chấn chạp đam riêng trong đầm ná phơi đầm ná vào cát con phải điên là say mà đó con bà điên là xây nó xuống tia sẽ thay nó tia môi nó kì bạp tầm nào tầm nào tớ tập tia nó tia lộn sẽ thay để được con tập con bộ trầy nó mà đó tia sẽ thay hay rộng cơ lành côi đã xong cua tam ca tia 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 chia bà điện xoan tha đã ở bòm chạp tia tớ xâm lăng khơi bọt mình đang để chăm trong ná bàn tay quạt xâm lăng khơi bọt quất cứ xoa đập và quất chìa côn bà quạt mà đang để trăng ngay quạt miên cơ lành xâm qua trong ná nó nhìn nhó bọt chè đào chè hình côi ấy bà này xâm lăng biếm khơi xoa phẹt thái ní chìa côn đập bọc nhầm khi màu này khi nhóm xong côn và khi nhóm tờ vinh khi nhóm bàn cao bàn để làm thế ngay bằng nó trời xa trời nâng chập xì côn khi nhóm lệp chô không buộc bắt hay hay là mong mà đang thật tư na cả lấy na à lâu khi nhóm khơi côn khi nhóm hai xong lộp ạ được nhát ạ được cru ôi côn khi nhóm một khi nhóm vinh màu đằng nè mẹ đa chỉnh châm kỳ tham mà chết nhé nhóm ạ đằng ấy đó hay chồng đằng ấy chồng men chồng tầm ăn nhẹ nâng ấy á là bà chồng từng ớt từ bà tỏ tiền đấy nhôm đấy và mà đây chỉnh chấm sẽ thay chẳng pi nhẹ vào đây bà con nâng thả mẹ anh tha nâng khó hoài mấy cái tờ stung crong cao sầm pi nâng stung bởi điên là xây nâng miên tây đâu mà các bạn nâng ấy để xì câu này nhở câu này ná
Khnyom teng pi ke ma men, tamlai 1000 kahapana men, knong puh trai ko men prakat ta trai krong berian asai hael ma dol ni he na. Hai nya nya trai tele papanna papannai 3 ki avot ai no, ai nang ma chao ta koun ai chang mai, tam pat kwat salang koun nang dai. Pru kwat meu lakana ta koun saat hai kwat salang men te na nya nya, koun cheh angkoy hai at mien koun sah mien koun prah muoy, pi na men salang na nyom no. Na nyom jay no. Koun prah phang koun puj ja koun prah nang hai. ມັນສະຫຼັງຫມိတ်ນັ້ນໃຫ້ກົ້ນປ້ອມກົ້ນປູດຕໍ່ລະເປລຈະເຈຍຄືມັນໄດ້ສະໄດ້ເຕີບານເສດໄທຕັ້ງປີນີ້ຫນ່ວຍກ້ອງປະລຽນອະໄສຫນ່ວຍກ້ອງກາວສາມປີກຶດຖ້າບາອັນຈັ່ງຕະດາລຍົກບົດນັ້ນຍົກຕະຖ້າຍພະມະຫາກສັດເຕີເອົາພະມະຫາກສັດຊ່ວຍກັດໃດເມືອຕະຖືເອົາບົດນັ້ນເຕີນະນາຖືເອົາເຕີມາໄດ້ອະປົກບັງກາດຫຼືກໍເອົາມາໄດ້ອົກປົກຈິງຈັ່ງຍໍຕະດາລ ក្នុងសំណាក់ព្រះរាជាក្រុងព្រះរាជាស្រីព្រះរាជាជ្រាបហេតុសពគ្រប់សពប្រការទៅបានព្រះរាជាថាបើម្នាក់ប្រកាន់តកូនខ្លួនឯងជាកូនបង្កើតពិតប្រកបមែនអ្នកឯងច្បាស់ទេតកូនរបស់អ្នកឯងថាថ្វាយបព៌មហារាជបុត្រនេះជាបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គពិតប្រកបមែនចុះចំណែកសេដ្ឋីដែលរើសកូននឹងមកចិញ្ចឹមពីពោះត្រីតើអ្នកឯងសុខចិត្តលះបង់កូននឹងឲ្យគេទេ ថាអត់ទេព្រះអង្គពិតជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនកូនបង្កើតអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ដូចគ្នាអីទេអញ្ចឹងឥឡូវស្រឡាញ់ដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពីគ្រួសារហ្នឹងធ្វើឪពុកម្ដាយទាំងអស់ទៅឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើឪពុកម្ដាយទាំងអស់ទៅណាញាតិញោមឲ្យកូនទៅឲ្យទៅត្រូវតកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងរក្សាកូនហ្នឹងតែមួយអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់កូនត្រូវឲ្យកូនទៅនៅក្រុងកោសាំពីផងទៅឲ្យកូនមកនៅព្រះរាជាស
mèn trớm tự tuôn nhiệt nhau phơi mà đai tăng ốc kia nắng mà đai hay là phục tăng ốc kia nắng tăng son khang nắng nhôm sọc chết đây chẳng sọc 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 mình sọc mạch muối ăn bàn chầm tề Sốm Phật Bồ Tát Sát Tăng Ở Rong Chăm Sđap Pravat Premha Sa Vẹ Chia Văn To Tiệt Sốm Mạ Nụ Mô Tệ Nì Nhiệm Bát Sốm Ở Bệ Cun Nâng Ở Cun Trong Bố Ca Tô Sơ Nà Nhiệm Nhóm Sốm Ở Bệ Cun Nâng Ở Cun Trong Bố Ca Tô Sơ Nà